Người ta nghĩ rằng tài năng là thiên phú, nhưng thực tế với Quỳnh Nga, tài năng là cả một quá trình, đam mê và kiên trì. Xuất thân là một cử nhân chuyên ngành kinh tế, ngày còn ngồi trên giảng đường đại học thì Quỳnh Nga đã từng suy nghĩ rằng một công việc đáng mơ ước là được làm trong một công ty lớn, ngày ngày làm việc 8 tiếng và hết giờ thì trở về nhà. Tuy nhiên, sau 6 tháng trải qua công việc mà mình đã từng mơ ước ấy, Quỳnh Nga thật sự cảm thấy vỡ mộng. Nga cảm thấy rằng mình phù hợp với một cái công việc nó đòi hỏi sự bứt phá, đòi hỏi những sự sáng tạo, tìm tòi và chinh phục hơn. Cho nên, Quỳnh Nga đã lựa chọn nghề phun xăm thẩm mỹ và thực sự quyết định đó đã thay đổi cuộc đời của Nga. Nhiều người nghĩ rằng phun xăm thẩm mỹ là một nghề tay chân đơn thuần, nhưng khi bắt tay vào công việc này và để có được thành công, thì Nga nhận ra rằng nó đòi hỏi sự kiên trì và phải có đầu óc tư duy sắc bén. Vì đây là một nghề thật sự rất khó và áp lực. Nhưng với bản tính thích chinh phục, càng khó càng thôi thúc Nga quyết tâm hơn để khẳng định năng lực của bản thân. Người ta nói làm việc mình thích là tự do, yêu việc mình làm là hạnh phúc. Quỳnh Nga thực sự cảm thấy như vậy khi mỗi ngày được lan tỏa đam mê của mình với nhiều bạn đồng nghiệp, cho đi và được nhận lại những lời cảm ơn và tình cảm trân trọng. Với Nga, đó thật sự là những món quà vô giá. Sau quá trình làm nghề và chắt lọc tinh túy, Quỳnh Nga đã nghiên cứu ra Clolip, kỹ thuật phun môi độc quyền sáng tạo gắn liền với tên tuổi và thương hiệu của Quỳnh Nga trong nhiều năm qua. Với sứ mệnh mang đến sức sống mới cho đôi môi, Clolip sở hữu những điểm khác biệt vượt trội, mang một vẻ đẹp phi giới tính, không chỉ dành cho nữ giới mà còn mang lại sự tự tin cho nam giới. Công việc hiện tại khiến Quỳnh Nga thực sự cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những kiến tạo về thần thái của mình giúp cho khách hàng rạng rỡ và tự tin hơn. Niềm hạnh phúc này thật sự không thể đong đếm được bằng tiền.